Giờ em sẽ thấy Sniper Ghost Recon Warrior. Nice. Vô lô mới được. Cái này mình đến rồi mà đúng không? Ấy với em, hình như mình lấy skill boy thôi mà. Một quả đạp cửa vô. Để biết ai mòi hết rồi. Ừ anh cũng hết rồi. Như anh tới chỗ này rồi. Ê con. Để đi lấy cái đồ, lấy cái súng đã. Lấy cái súng rồi anh. Để đi giết luôn đóng này. Còn súng nữa anh, như anh nhớ không ấy, em phải tìm miếng kim tail thì nó mới chỉ cho em cái súng. Không, em tìm được cái 40A5 rồi nè. Anh có 40A5 lâu rồi. Mấy cây mà anh sniper cho em là 40A5. Ủa, cái điểm skill boy nằm đâu vậy? Rồi anh đi lấy skill boy đi. Nằm ngay chỗ cái mỏ á. Rồi, thấy ngày mai ngày kinh hoàng đó Huy. Ngày gì ba? Ngày đi học. Hay lắm được mẹ. Cứ anh lấy rồi. Đang trở lại đây. Lên mới đây rồi. Lên. Đúng là kinh hoàng vào l.com. Quậy đi. Vào l. Đi. Ủa giờ em đi lấy gì? Lấy cái súng á. Ngay vô skill boy hay gì? Ờ đúng rồi. Cái chỗ đó. Này à. Ô không, ô chỗ này hả? Chỗ này đâu phải skill boy đâu. Ngay chỗ B á. B hả? Ừ. Ô trên mạng nó chỉ có cây đợi anh với, đợi anh với. Ok. Đó, nghĩa sniper. Cái game này đúng là sướng dành cho những người nào muốn chơi kiểu mà stealth mà đang muốn bạn bè chơi chung á, đúng đã. Ủa hình như cái này làm chưa ta? Ai biết em. Ủa cái này như em làm, cái này em chưa có làm, nó chưa có ghi em nè. Chị nó có, nó có hiện vàng lên không? Có. Hiện vàng làm thôi. I'm looking at a small group of tangos. Eyes on the small group of tangos. Count is now 5. I'm looking at a small group of tangos. Yo, so that's bad guy. Eyes on a small group of tangos. Mấy anh em, hai anh em mình như hai sniper chuyên nghiệp chứ mà. Giờ sao đây? Hay là mình chơi sniper đi. Ôi. Hồ má bắn hụt ở đâu chứ bà? Hồ má. Em đã đạn sớm quá bèo. Nó phát hiện bây giờ. Nice. Đáng lẽ phải không? Đinh. Má lập lẹ quá cái đấy. That's it, we're clear. Nó không thấy mình, nó không bắn được luôn. Lấy đồ đi. Are you Amaru? These supplies will buy us a lot of goodwill from the rebels. Come on, we're getting you out of here. Bye bye. Cái nhiệm vụ này hình như hôm bữa anh với em làm nè, anh chết trong khu này nè. À đúng rồi, đúng rồi. Cái này là hôm bữa cái anh chết trong đây, cái em chạy em cứu nè. Nhưng mà nó làm nó chỉ lưu bên anh thôi à, nó chưa lưu bên em. Nghĩa lái em, lái đây thôi, nghĩa lái đi. Để em vô đâu, chỉ đi anh chạy qua. Hả? Ủa cái điểm, spot. Cái điểm đâu rồi ta? Spot đi anh chạy qua. 1.000 á hả? 894.000.
Tôi thấy cờ bé còn biết bao nhiêu tiền, có lẽ là giờ vô xử chứ thì sao? Có hai thằng bên ngoài đến, ờ ba thằng. Ai sợ đấy em đang lốt nè, 75% nè. On cap to host, host low of web. Tao chơi ARK 26 tiếng đồng. Mày chơi Dương hả? Chơi mình, chơi với người khác. Chơi thủ danh, thủ danh mình. Tao chơi với thằng khác mà. Thằng nước ngoài à? Game mày người Việt Nam chơi nhiều mà. Tao gặp thằng chơi 200 mấy tiếng má, vô dễ luôn. Vô chứ mày à. Đi vô được mày. Ngon á, bắt khủng long kịp. Ủa con hai cái lầu. Má nhảy sửa lẹ vậy? Không không, ý là ý là mấy thằng này bướng tranh bên ngoài, chứ không phải là bên trong. Không chứa vô bên trong. Ủa má nó bụng bả luôn. Đó, anh sự không đám bên ngoài nè. Xong, cái có cái nhà bên cạnh nè. Này từ từ ngoài đời mà nó giống như vậy, thằng này nó giống như một thể loại OB cái kiểu. Nghĩ thôi má. Nhìn thấy vui tay không? Vật cơ lơ. Nằm spot được chưa? Đâu hết trơn rồi. Cái chỗ này cái nhiệm vụ mà bữa anh với em làm á mà chưa đi giao cái xe á. Lấy chiếc Lambo nè. Đấy đi style đi em, anh muốn đi style em đi style đây. Đi style đi. Mất sống rồi. Sao rồi. Anh là nóng nhà đây. Hey, we got a narco. Point him out. By the turret. I got eyes on a mounted weapon. Tango 5. Nên kiếm chỗ cao hơn để bắn sniper. He's history. Nghĩa nó ghê vậy bác. Thằng nào bắn như phải ăn nó không? Rồi khu này chết hết rồi nè. Còn thằng đây. Đồn sạch rồi, còn cái khu bên trong thôi đó. Ui đi. Nó mà bị nhốt rồi. Để đi ngủ mấy em. Có cái xe, mình đi lấy cái xe. Ý là có thằng nào nhốt. Có hai thằng ở đây. He's history. Mình hết đạn rồi. Ờ, đây. Đúng mắt, đúng mắt. Đồ quá. Ờ, quỷ mà đâu đạn mà. Ô, nó chờ em hay là em chờ nó? Nó chờ em. Ê. Đi đâu dùng đồ hạng khi đi steal bao giờ. Ôi ơi. Nó còn nữa. Nó còn tới mấy đứa luôn. Ờ nó bắn rác lắm bạn. Bắn thật nha Bi. That's a kill.
Anh vẫn chưa biểu hiện đâu ba. Sờ vú không? Má, dễ mày thấy dâm, mày thấy nghĩ dâm không? Thấy nghĩ dâm không ơi? Gì dâm gì? Con tao như mặt nữ, mà nó bóc vú. Con như mặt tao để nó hồi máu. Nó không bóc vú sao? Ê, còn ăn, còn ăn. Nó không bóc vú sao nó hồi máu? Hay lắm đẹp mẹ. Má mày lại đang dẫn cái kia. Nó báo động rồi, nó báo động rồi. Được rồi các bạn, em cứ nhìn lên bản đồ mà chỗ này có cam cam á là vẫn còn địch á. Second target right there. Eyes on a third. He's history. Xong ờ, em dí rồi, rồi anh dò hết rồi à, giờ lấy đưa dao cái xe này. Ờ em chở anh đi. Bấm nút gì đổ shit á. Ừ. Ờ dao chiếc xe đó rồi xong. Má dọn dẹp sạch sẽ, xe không bị hư đó không. Má nãy giờ anh đâu bị phát hiện đâu. Đó. Đừng có cán con ta nữa ba. Anh hiện cán đâu không. Má xe này dễ hư quá không. Ờ, công nhận xe có mấy trò như ta nằm nó bắn hoài nó không hư, còn xe này nhìn đụng phát nó hư hư. Mấy ba chạm, mấy ba chạm nhẹ tí đỡ bể rồi mày. Mà game này nó không có cho thay đổi góc nhìn ha. Ừ. Cái góc nhìn nó có nhiêu đây, chát quá. Đúng là mò khác, đúng là mò lại mọc viên này có khác. Lâu có mấy chiếc của tụi địch á. Ờ... là bộ chiếc mò màu trắng á nó xuất hiện. Ờ... chắc là con sếp lớn mà. Con sếp. Ê, Nghĩa mày mua đồ, mua cái gì của Sơn Tùng chưa? Cái bộ... Anh nhìn Japan nó mò của Sơn Tùng chưa? Vâng là... Ủa, để xe đâu nè? Đấy, ở giữa này nè. Rồi xong đó. Go check the car's GPS for locations where Yuri and Pluto may be hiding out. Rồi mình được lấy xe này không ta? Được, được, cầm lấy không sao. Xe này xe có hai đứa nhưng hai đứa boss, mini boss á. I'm driving. Ê, khoan, gì xe lại, xe lại. Ủa, con nào vô vậy? Mới nhìn cái tấm... Ê! Ê! Nó không vỡ tấm kính mà nó hư xe ba. Vãi! Anh nhìn cái tấm... Anh nhìn cái tấm kính này anh ngứa quá. Anh bắn thôi kìa bà. Chắc bắn được không sao đâu kìa bà. Miễn là đừng ăn đạn nữa. Anh nghĩ vậy. Vô mấy đứa ơi. Cũng mở ra được anh tưởng là đạp nó bay vô chứ. À biết đâu. Nó bắt anh nè. Nè không? Có cái hầm đi xuống nè. Có cái tác supply ở đâu hả? Careful man, they're looking for you. Nè đó, hai boss nè. Đấy, chơi xong anh còn càng muốn game nó ra càng nhanh càng tốt. Đấy, nó quất nguyên đêm. I could not have even imagined a life so deep, a love so full. Không biết bắn xuyên cửa kính đâu. God, I feel the same. I was half a person before I met you. I was afraid of Dimash. Nghĩ là không. Until I could see myself through your eyes. Quốc nhá.
just now when I was holding that man's hand. Có hai boss luôn á. Nice. Ừ, nó cho em 2k AK á. Ừ. Ừ. Ủa, dưới đây còn nữa. Mấy lúc mà làm cái nhiệm vụ này anh không biết á, dưới đây còn nhiều còn nữa mà. Má nguy hiểm kia. Target carrying submachine guns. Trời ơi, em coi. Nó tra tấn người ta ở dưới đây nè, má ghê vãi. Ghê vãi. Quá tàn, MG11 nha. Má đã chụp lại tấm nhẹ cái coi. Má đã tra tấn người ta rồi trời. Ghê vãi. Cái súng màu hồng nha. Ừ, cái súng màu hồng, chơi cái súng màu hồng á. Nhít cũng được luôn. Nói giờ anh mới biết cái khúc này nha. Nói ghê vãi. Lúc mà anh bắn xong là anh đâu có xuống cái hồng khúc này nữa đâu ta. Cái giờ anh mới thấy cái khúc này chứ. Không phải vàng vừa đâu. Đấy, cho nên chúng đi mẹ là... có con boss không mà nó trốn kỹ vãi luôn. We got a mounted weapon. Ồ, má phá được hết luôn. Phòng thí nghiệm mà để xuống máy vô làm cái gì ta? Phòng thí nghiệm mà để xuống máy làm cái gì? Súng không? Không có đạn luôn quá à. Không cần, không cần nạp đạn luôn nè. Ảo thiệt. Không có đạn mà cũng không cần nạp đạn nữa. Súng gì ảo vậy? Lên đây muốn thử không Bèo? Ủa? SAS là con gì vậy? Sled. Sled hả? Má nãy giờ chơi Ash. Má có cái súng máy. Bắn không bao giờ hết đạn, không cần nạp đạn luôn. Lần này bị cái tấm hả? Sniper up in the tower. Ủa nút hôn lúc nào hả? A new ship is out. That's a kill. Thôi, nghĩ thử nha. Nghĩ. Rồi, anh đi chăm. Em đi stay quá ngon luôn. Tự nhiên nghĩ chết. Nhớ, em phải... Em phải... nâng cấp cái mà... Cái gì... Stat DM á. Mà dành cho súng ngắm á. Nó hình như nó mới... nó cho em nín thở được. Nằm phút nào ta? Easy call cũng phải. Sniper, top of the tower. Doing a swap in the air. Sniper up in the tower. Nên là chỉ mới có nâng cấp pin cái kiểu này. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo es vos? That makes five. Coi chừng mấy hàng trong nhà anh nếu có. Má cấp, má sắp lên chơi đây lâu chờ nữa. ¿Cómo va, compañero? Tango marked, but he's got a civilian nearby. Rồi, anh thấy được bao nhiêu đó. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Rồi đến chạy chỗ qua đây. Anh chạy chỗ qua đây. Bắn sniper này cái đây. 179 mét, đó là 71 mét. Đứng yên đi em.
Target down. Xuống kia bác hình. Ê, ê, hộp rồi, hộp rồi. Cứu em, hộp rồi, hộp rồi, ơi. Không. Có em không hộp mà là... Chứ nó có đang... hai thằng lận. Nó chớp lên kìa. Anh thấy nó chớp nháy lên nhưng mà... Tức là em bị phát hiện rồi đó. Ý là nó chỉ mới biết là em ở đó thôi chứ nó chưa phát hiện ra em ở đâu. Mấy này mặc giáp. Cái này mà có hôn nữa thì ngon biết mấy. Hai thằng tới chỗ em nè. Với lại cái beta này nó còn hơi giới hạn, cái giờ chúng ta không có nồng ngắm này ngon ngon tí nữa. Nó có hai quân đội, một là cái thằng Juliet với lại thằng Santa mới à. Ừ. Santa nó mua chuột cái Unidad. Ok ok, đang tới. Đang lấy cái thằng Juliet của mình. Bird of Resistance. Nó bên ngoài. Ừ, anh đã cho anh vô bên trong nè. Để nó cả mẻ đi. That tango's down. Thằng này bị kẹt bên ngoài cửa mà mới đâu. Còn nó. Nice. Thôi đi xóa điểm đi cô. Coi nó không ta. Đi 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 hãy công tin xong rồi. Nè có mấy cái sitcom nè. Ừ em lấy mấy cái này mà em để dư hai cái đây còn hàng sau lưng nữa, còn hàng sau lưng nữa. Cái chị em thấy dọn nào tím tím là có địch á. Nice. Cái shotgun nhìn cứu bên kia kìa. Mấy cái shotgun nó bên ngoài danh chạy mà hút sâu luôn. Em đi tán supply, anh tán supply cho ta. Thấy đâu, anh đang chạy vô tới lấy cái này nè. Có gì lấy mấy anh đang tát mấy cái supply nè. Rồi đang lấy cái gì gasoline gì nè. We'll leave a marker so the rebels can pick up the supplies later. Có gasoline. In a weapons case. Weapon case. Bên đây có gì không ta? Lấy hết trước khi rời khỏi chỗ này. Nó mấy cái hòm này nó đóng kỹ vãi luôn. Shotgun này chắc là tầm gần ha. Bắn phát chết luôn hay sao á. Sao có comms à. Bỏ cái máy lại mới ghê chứ. Qua vô ai ra. Qua vô luôn. Ờ, thật sự lót luôn. Ai em đang chơi cao quá ấy. Quay. Em đang chơi cao quá, ông muốn tiếp tục. Vãi. Tôi đang chơi Ghost Recon rồi, đâu có chơi Rainbow Six rồi. Trên nóc có cái shotgun đó bèo. Ok. Đó, ủa giờ còn chỗ nào nữa không? Đi từ mấy dấu chấm hỏi hay không? Hả? Cái binh lần này hay không?
Thế cũng được nhưng có mà có vẻ hay đâu. Hay nhưng mà nó lỗi. Em có giúp cho mọi em không? Đang cần đâu má nào. Có nhiều phương tiện đâu. Ủa sao mày hình anh bị xám hết trơn luôn vậy? What the fuck? Em cũng bị xám nè. Trời tối hay gì? Trời tối. Ờ tối mà nó tối xám rồi luôn. Éo hiểu. Không ơi, cái đấy nó nhiều phương tiện đâu. Kiểu như trực thăng hay tối nó nhiều hay là có mỗi tí. Để lấy trực thăng đi em chơi. Ủa có trực thăng à? Có nè. Có đi lấy thôi. Anh tưởng không có à, có tàu thuyền gì nữa nè. Có cái tác sự trực thăng. Ok, gasoline. Có công nhận tối cái kiểu này nhìn nó không thấy gì ta. Anh nãy mới có nâng cấp cái gì à? Không ngoại gì á. Tối nhìn được mấy cái nào mà nóng nóng là thấy hết trơn. Ủa cái máy bay này nghe này mà quên. Lát đi. Sao á? Ê, có... I'm looking at a small group of tangos. Tối quá. Bật Navision lên. Bật Navision lên. Có Navision đâu. Ủa em chưa nâng cấp MBO skill em nâng cấp ấy. Có một điểm chứ mấy. Vô cái item mà Thơm My Vision á. Em không có được. Ủa sao nó không spot lần này ta. Nhìn bánh sát luôn mà nó không spot lần này. Em thiếu mặt bảy năm mấy rồi. We got a cartel lieutenant over by the soccer field. Ơi được em đừng bể biểu hiện nha. Nó phóng thẳng lên máy bay là chạy không kịp đâu. Sao không nhìn thấy được? Em không nhìn thấy nó mà. Khoan bắn nha. Hai thằng. Ơi nhìn tụi nó còn không thấy mình luôn ba. Đứng gần rồi con thấy. Chị số 1 nè. Vậy anh bắn này anh bắn số 2 nha. Anh bắn số 2 ha. Ờ, nắm chưa? Rồi 1 2. Ủa, nắm chưa? Ôi, hồi này chị đang xấu xe. Rồi. Một. That's a kill. Ủa chết mẹ. Nó chưa biết. We've got a couple of narcos over by the soccer field. Có cái mê đồi ngay đây nè. Small group of tangos. Như chơi cộng điểm hay sao rồi. Eyes on a small group of tanks. This medal has a coca plant on. Bonus, bonus medal. Bullet resistant. I got two Sicarios over by the soccer field. Kháng đạn, nói chịu khó vậy ba. I'm looking at a small group of tangos. Cái con trồn này mới nâng cấp night vision. I'm looking at a small group of tangos. Còn mắt bình thường anh nâng cấp tới cái kính hồng nhiệt luôn. The LT's making a run for it. Kill confirmed. We know we're here. Be careful. Nó chưa lên được máy bay. Không. Nice. That's it. We're clear. Đi vào máy bay nữa là xong.
Gì mà 2.2 km. Bay trong nhà tầng 4 nó lái chén vải luôn á. Rồi cái đó có cái hay, nó có cái nút lút bị hai cũng được, để em muốn em xem xét tình hình như thế nào mà bấm nhanh. Bay bay nhanh đấy chứ. Ủa nó tẩy được cây bát thì hai đâu rồi. Bao lâu trong đây thôi. Mà nó nói phải tìm cái Intel gì mới có đúng không? Ê, có địch, có địch, có địch. That convoy's got a truck in it that's sloshing with fuel. Ồ, có súng máy rồi. Redirect that juice toward the rebels. Ồ, có súng máy hàng xịn đó bạn. Hàng lưu đó bạn. Có cả mẹ thì bỏ đi rồi. Dính lên, ồ. That's a kill. Cây này kiểu như là anh tát nửa tiếng trước tới nó kiểu như là nó nạp đạn xong nó mới bắn tiếp á, kiểu như là nó bắn liên tục không được. Trong lúc mà em đang gài đạn lại á là anh có bấm thêm một lần nữa, xong cái tới lúc mà nó nạp xong á nó tự động nó bắn luôn. Tới lúc đó thì đạn nó ra trễ quá, kia chạy qua anh bắn gục hai thằng Gunner luôn rồi.